Thì trong những cái mối tình của em cũng từng có một mối tình là người thứ ba xuất hiện. Thì lúc mà kết thúc cái em ước em hơi tiếc nha, là lúc đó mình có những cái cư xử nó bị trẻ con, tại lúc đó em còn nhỏ quá, cho nên là mình sẽ có những cái cơn thịnh nộ, những cái lời mà mình trách nhau nó nặng nề. Em nhớ cái khoảng thời gian đó khi mà cái người thứ ba xuất hiện trong mối tình của em á, em không trách hai người kia mà em lại dành thời gian trách bản thân của em rất rất là nhiều. Nhưng sau đó khi nó kết thúc rồi đó, thì mình bị một cái thời gian gọi là tổn thương về cái tinh thần của mình cực kỳ nặng luôn. Em ước gì là nếu nó xảy ra với em bây giờ thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng, và em cũng vượt qua điều đó nó nhẹ nhàng hơn.